Laura là một câu truyện ngắn tôi viết trong một buổi chiều vào mùa dịch Vũ Hán năm 2020. Chiều hôm đó, một buổi chiều thật buồn, nhìn hàng dài người xếp hàng và mang khẩu trang trước tiệm Trader Joe, tôi chợt nghĩ là cuộc đời luôn có hai mặt. Nếu có người mà không thích mang khẩu trang á, thì chắc chắn có người thích hoặc là buộc phải mang khẩu trang. Thế là tối hôm đó, truyện ngắn Laura ra đời. Sau đây kính mời quý thính giả lắng nghe Laura qua sự diễn đọc của Thanh Thư, âm thanh và sửa chữa Alan Bảo, bao gồm hai bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, Cô đơn và Buồn ơi ta xin chào mi. Xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị cùng đến với mẫu truyện ngắn của Alan Bảo Phán qua nhan đề Laura. Hàng người xếp hàng trật tự và kiên nhẫn trước cửa tiệm thức ăn Trader Joe. Tôi cũng là một trong số đó. Cả tuần nay, mỗi chiều gần như trở thành thói quen, tôi đều lang thang ra đây để thể dục và thưởng thức không khí trong lành, sẵn dịp mua thêm một vài thứ lặt vặt cho bữa ăn tối. Las Vegas trở nên vắng vẻ và hiu quạnh. Các sòng bài đã đóng cửa hơn tuần nay, không một bóng người lai vãng. Dịch cúm Vũ Hán đang làm tê liệt sinh hoạt của hầu hết nhân loại và kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, Las Vegas có lẽ là một trong những thành phố bị ảnh hưởng và thiệt hại nhiều nhất. Vì sao à? Đơn giản, vì đây là Sin City, thành phố tội lỗi mà. Nơi mà ngành du lịch và giải trí là nguồn thu nhập chính cho tiểu bang Nevada thì đã bị tê liệt hoàn toàn. Khách mua hàng được hướng dẫn đứng cách xa nhau 6 feet bằng các vạch đỏ, đa số đều mang găng tay và khẩu trang. Tôi đang đợi ngay ở đầu hàng, chuẩn bị đến lượt của mình vào cửa tiệm. Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt nghe một giọng nói êm dịu. "Excuse me, is this the line?" Tôi liếc nhanh qua. Một cô gái Á Đông, dáng người thon thả tầm thước, đang vội vã chuẩn bị bước thẳng vào tiệm, nhưng dường như nhận ra rằng hàng dài người đang xếp hàng. Cô gái tần ngần, rồi bất chợt quay về phía tôi hỏi lần nữa. "Excuse me, is this the waiting line?" "Yes, it is." Cô gái ngập ngừng khi chợt nhận ra dòng người khá dài quanh co tận mãi ra con đường bên hông. Một thoáng do dự, cô gái có vẻ bối rối, rồi ngập ngừng nhìn tôi. "I just need to buy a bottle of milk, but the line is too long." Tôi mỉm cười. "I guess you would better come back." Bất chợt cô gái đổi giọng, hỏi thật nhỏ nhẹ. "Xin lỗi, anh là người Việt phải không ạ?" À? Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi lại. "Sao cô biết?" "Thì trên áo anh có tiếng Việt kìa." Bật cười, tôi cúi nhìn xuống chiếc áo mình đang khoác, có thêu chiếc huy hiệu không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vòng quanh huy hiệu ngay túi áo là một dòng chữ nhỏ: "Tổ quốc không gian." Nhìn kỹ, cô gái có đôi mắt thật to, nổi bật sau chiếc khẩu trang xanh nhạt. Tôi bật cười. Thì ra là vậy." Cô gái do dự một lát, rồi nhanh nhẹn nói thật nhanh với tôi. "Hay là anh mua giùm giúp em nha, em đứng ngoài này đợi." Hơi ngạc nhiên vì thái độ thoải mái tự nhiên của cô gái, tôi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. "Không sao cả, tôi chỉ mua một vài thứ thôi. Nếu cô muốn mua một vài thứ thì chắc cũng không sao đâu." "Em chỉ mua một bình sữa và một bình nước cam thôi." Nói xong, cô gái nhanh nhẹn đưa cho tôi tờ 20 Mỹ Kim và nói tiếp.
anh cứ lấy hiệu nào cũng được, miễn là nước cam và sữa được rồi. Tôi hơi do dự một thoáng, nhưng cũng cầm tờ tiền và nhanh chóng bước vào tiệm. Chỉ hơn 15 phút, tôi trở ra với những đồ cần mua trên tay. Nhìn chung quanh thật nhanh, tôi bước vội đến sau lưng cô gái, lúc này đang chăm chú vào điện thoại. Mái tóc cô dài ống ả xõa ngang lưng, cùng với dáng mềm mại uyển chuyển rất Á Đông, đứng tựa vào cây phượng rợp bóng, gợi tôi nhớ đến hình ảnh thật đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà đã từ lâu rồi tôi không còn thấy. Bước đến gần cô gái, tôi nói, "Xong rồi nè cô." Tôi đưa bịch đựng bình sữa và chai nước cam, tiếp lời, "Tiền thối và receipt tôi để trong đây luôn." Cô gái mừng rỡ nhìn tôi với đôi mắt thật đẹp, cảm ơn rối rít. "Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm." Cô gái xòe tay ra định bắt tay, nhưng vội rút lại. "À, em tên là Laura, Laura Nguyễn. Hân hạnh được biết anh." Tôi mỉm cười. "Tôi tên là Alan, Alan Bảo." "À, không sao đâu. Chúng ta không cần bắt tay, vì trong mùa dịch bệnh mà, an toàn là trên hết." Chỉ vậy đó, Laura và tôi gặp và quen nhau trong một ngày nắng ấm, đẹp trời giữa mùa xuân, trong mùa dịch bệnh, mùa cách ly, của một tháng 3 buồn hiu trong thập niên mới. Vậy đó, không ai bảo ai, cứ mỗi chiều tôi lại đến tiệm Trader Joe cùng đứng trò chuyện với Laura trong khi chờ xếp hàng vào mua đồ. Thật tình, có nhiều lúc tôi chỉ quanh quẩn trong tiệm cùng với Laura. Vì không cần mua gì, nên tôi cứ chọn đại một chai nước hay một gói bánh để có cái mà ra tính tiền. Mỗi khi Laura cùng tôi bước vào sắp hàng, thì hàng chục con mắt đàn ông liếc nhìn, tôi luôn cảm nhận được điều đó. Cô đẹp một cách mềm mại và thanh cao, mái tóc quyến rũ mượt mà dài quá vai. Nhiều lúc tôi nửa đùa nửa thật. "Hey Laura, có biết là em đẹp lắm không? Anh thấy biết bao nhiêu con mắt cú vọ mỗi lần em đứng xếp hàng đó." Laura cũng nháy mắt tinh nghịch trả lời. "Chắc là họ chưa thấy em tháo khẩu trang ra thôi. Nếu em không mang khẩu trang thì chắc họ chạy mất dép luôn á." Tôi bật cười nhìn thẳng Laura. Ngoài ngoại hình chuẩn của phụ nữ Á Đông, cô còn có đôi mắt thật tròn, ngây thơ, thật hợp với tiếng cười giòn tan, tự nhiên và trong sáng. Có lúc tôi nói bâng quơ với Laura, "Hy vọng qua tháng 4 sẽ hết dịch." Laura chợt im lặng. "Chi vậy anh? Dịch có lâu lâu thì càng vui mà." Tôi nhíu mày và nháy mắt. "Thì hết dịch, anh mới thấy được khuôn mặt của em." Có một chút thoáng buồn trong đôi mắt của Laura, và cô nói thật nhanh. "Em thấy như vậy lại vui hơn, vì mỗi chiều em lại được trò chuyện với anh. Không phải vướng bận vào mọi ràng buộc rắc rối giữa chiếc khẩu trang và xã hội này." Chớp mắt nhìn cô, tôi thoáng đăm chiêu. "Chà, em suy nghĩ thật sâu và xa. Có lẽ em nói đúng một phần nào." Thật vậy, quen biết Laura đã hơn tháng nay. Hầu như chiều nào cũng gặp cô. Lúc nào cũng thấy Laura đeo khẩu trang. Và lúc nào cũng mang găng tay thật cẩn thận. Laura thường kể cho tôi về gia đình đơn chiếc của mình. Mẹ Laura vốn bệnh tật triền miên, nhà thì chỉ có hai mẹ con, nên trong sự, từ trong nhà ra ngoài ngõ, đều một tay Laura thu xếp. Thỉnh thoảng tôi cũng ngỏ lời thăm hỏi và tỏ ý muốn ghé thăm mẹ nàng, nhưng Laura bao giờ cũng nhẹ nhàng ý nhị từ chối. "Dạ, em cảm ơn anh. Để khi nào qua dịch Vũ Hán, em sẽ hỏi ý mẹ em nghe." Tế nhị, tôi cũng tạm ngưng những câu hỏi về gia đình nàng. Có những chiều, thay vì chúng tôi cùng nhau đứng xếp hàng nói chuyện trước cửa tiệm, Laura lại rủ tôi lang thang sang công viên gần đó. Im lặng, ngắm nhìn bầy vịt đang bơi tung tăng giữa hồ,
Tôi lơ đãng, cầm một viên đá nhỏ ném nhẹ lướt trên mặt nước. Laura nhìn theo nhận xét bâng quơ. Cuộc đời tương tự như cái mặt hồ này, có khi nó êm đềm, có khi sóng gió gập ghềnh, có khi phong ba bão tố, hoặc do thiên nhiên, hoặc do con người tạo ra. Ừ, anh đồng ý điểm này với em. Dịch Vũ Hán cũng là một loại phong ba bão táp để cảnh tỉnh và nhắc nhở nhân loại đang hủy hoại thiên nhiên và môi trường. Công viên mùa dịch vắng vẻ lạ thường. Xa xa, chỉ có vài bóng người đang đi dạo chung quanh hồ. Từng đàn chim nháo nhác bay vụt lên cao. Vài chiếc lá vàng cuối thu rơi muộn màng trước ngọn gió xuân đầu mùa. Chúng tôi dạo nhiều vòng chung quanh công viên. Laura bước thật nhẹ, mái tóc mượt mà cuốn theo chiều gió, thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhẹ của con gái. Tôi thoáng nghĩ, cuộc đời quả thật bất ngờ và kỳ diệu. Có ai ngờ tôi lại may mắn quen được Laura trong mùa dịch cách ly như thế này chứ. Và cứ thế, mỗi chiều tôi lại háo hức lái xe ra tiệm Trader Joe. Tôi đến đó không phải vì mua thức ăn nguyên chất, vì sức khỏe, mà bây giờ là vì nơi đó có Laura. Thời gian trôi, một ngày trước khi chính phủ ban hành lệnh sinh hoạt buôn bán bình thường trở lại, tôi lại háo hức lái xe đến Trader Joe như mỗi chiều. Cư dân Las Vegas không cần phải mang khẩu trang và cách ly nữa. Vaccine chống virus Vũ Hán đã được khám phá và tiêm chủng cho mọi người. Chiều hôm nay, tôi cảm thấy thật vui mừng vì cuối cùng bệnh dịch đã chấm dứt. Nhưng mừng hơn hết là tôi sẽ được nhìn thấy trọn vẹn gương mặt khả ái của Laura. Chúng tôi sẽ không phải mang găng tay, không phải đeo khẩu trang nữa. Có những chiều sau khi chia tay với Laura, tôi đã lại mơ mộng suy nghĩ về một khuôn mặt trái xoan xinh xắn ẩn đằng sau chiếc khẩu trang và nụ cười xinh đi đôi với cặp mắt trong sáng của Laura. Hôm nay, tiệm vẫn đông như mọi ngày. Khác hẳn là mọi người có thể đi thẳng vào, không phải xếp hàng nữa. Tôi đứng tựa vào cánh cửa tiệm bên cạnh. Laura vẫn chưa đến. Sốt ruột nhìn đồng hồ. Tôi lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra cho Laura không. Cô rất ít khi trễ hẹn. Thường thì luôn luôn đến rất sớm. Tôi hết đi vào rồi lại đi ra. Một lúc khá lâu, có một phụ nữ đứng tuổi bước ra từ chiếc xe mới ngừng và tiến về phía tôi. Xin lỗi cho hỏi, anh có phải là Alan Bảo không? Dạ vâng, tôi đây. Người phụ nữ nhìn tôi với đôi mắt thông cảm, rồi đưa cho tôi một lá thư. Đây là thư của Laura. Cô ấy tả dáng người diện mạo của anh và nhờ tôi trao cho anh. Một tay cầm phong thư, tôi lo lắng hỏi người phụ nữ. Laura có sao không chị? Chị có thể dẫn tôi đến gặp Laura không? Người phụ nữ im lặng thở dài rồi nói. Laura không có sao hết. Anh đọc thư đi rồi sẽ rõ. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa thư thôi. Chúc anh mạnh khỏe và may mắn. Nói xong, người phụ nữ quay người và lên xe lái đi. Tôi thẫn thờ nhét lá thư vào túi quần, nặng nhọc bước đi. Hoàng hôn phủ xuống thật nhanh, chiếc bóng của tôi dường như dài hơn và đen hơn, in sâu trên mặt đường. Chiều buồn Las Vegas. Anh, em đã khóc thật nhiều khi quyết định viết thư này cho anh. Những tháng ngày quen anh tuy ngắn ngủi, nhưng đã mang cho em một niềm vui trọn vẹn và hạnh phúc nhất đời em. Em bị phỏng nặng từ sau ngày tốt nghiệp trung học. Oan nghiệt thay, vết phỏng nặng nhất lại là từ phân nửa phần dưới của khuôn mặt em, khiến nó biến dạng một cách quái ác. Kể từ đó, bạn bè dần xa lánh em. Đàn ông con trai thì giả bộ theo em để lợi dụng thân xác em. Sau đó, họ bỏ đi một cách tàn nhẫn và không quên để lại những lời oan nghiệt bóng gió mỉa mai về diện mạo của em. Dần dần, em sống biệt lập và cách ly với mọi người. Em đã xin được một chân kế toán vào cả đêm cho một siêu thị. Đi đâu ra đường, em cũng mang khẩu trang che mặt vì không chịu nổi cái nhìn soi mói hay thương hại của người đời. Mẹ em là nguồn an ủi duy nhất trong đời.
em chỉ tháo bỏ chiếc khẩu trang khi về nhà với mẹ. Mùa dịch vừa qua đã mang cho em một đời sống bình thường, hạnh phúc nhất. Ai cũng mang khẩu trang, ai cũng đối xử nhẹ nhàng, thông cảm hơn, tạo cảm giác dường như là giữa lằn ranh sống và chết, con người trở nên tốt hơn và gần gũi hơn. Anh ơi, em sợ ngày cơn dịch chấm dứt, anh sẽ hỏi em bỏ khẩu trang ra. Em sợ anh thấy gương mặt dị dạng này của em. Em sợ những giấc mơ đẹp của anh sẽ tan vỡ một cách phũ phàng. Qua thời gian ngắn quen biết, em cảm nhận được anh là một người sống thật chân tình và giản dị. Em luôn tìm thấy niềm vui và an ủi khi đi bên cạnh anh. Em chỉ ước gì khuôn mặt em bình thường như mọi người. Ngay bây giờ em sẽ chạy đến bên anh. Nay mùa dịch đã hết, mọi người không cần mang khẩu trang cách ly nữa. Em xin trở lại cuộc sống cô độc, đơn điệu hàng ngày của em. Em mong anh hãy giữ kỷ niệm tháng ngày thật đẹp chúng ta quen nhau. Em luôn trân quý tình cảm này và thời gian vừa qua. Tuy lời ước của em nghe như tàn nhẫn với cộng đồng, nhưng thật sự đã rất nhiều lần em ước, em chỉ ước gì những ngày cách ly chống dịch kéo dài hơn nữa, để em được mạnh dạn và tự tin đi bên cạnh anh, để em được trải nỗi lòng và để em được trò chuyện cùng anh. Hãy luôn bình an anh nhé. Em, Laura. Đọc xong bức thư, tôi choáng váng ngồi phịch xuống sofa. Tôi lấy vội những tấm hình Laura selfie với tôi, nhìn kỹ vào đôi mắt đen, to tròn và mái tóc dài ống ả. Cuộc đời chẳng lẽ éo le đến như vậy sao? Tại sao chứ? Tại sao ông trời nỡ lấy đi mất nhan sắc của một người con gái có tấm lòng nhân hậu và nghĩ thơ như thế? Và từ dạo ấy, cứ mỗi buổi chiều, người trong tiệm Trader Joe thường thấy một người đàn ông mang khẩu trang đi qua đi lại, shopping hàng giờ. Nhưng cuối cùng, bao giờ ông cũng chỉ mua vỏn vẹn hai thứ, một bình sữa và một chai nước cam.